Hi hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky Lantern. Và hôm nay mời các bạn cùng mình lần đầu tiên khám phá những cái shop quần áo thời trang dưới lòng đất nha. Thật ra nói thì nghe có vẻ rất là ghê gớm, rất là rùng rợn. Thế nhưng mà địa điểm mà hôm nay chúng mình ghé đến đó là The New Playground. Thì ở đây có thể nói là một cái khu phức hợp bao gồm rất là nhiều những cái nhãn hàng quần áo thời trang ở trong nước. Và ngoài ra thì họ còn có cả những khu ăn uống, cà phê nữa. Nên cũng có thể gọi nó là một khu phức hợp. Thì cái The New Playground này thì nó nằm ở trên đường Lê Lai, quận 1. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào đã từng ghé thăm quán cà phê Day by Day rồi thì từ trong quán cà phê đó có một cái lối đi thẳng trực tiếp ra The New Playground luôn. Nói chung là rất là dễ đi, rất là dễ tìm luôn. Và nghe thì có vẻ hơi lúa nhưng mà đây thực sự là lần đầu tiên mình ghé đến cái địa điểm này luôn đấy các bạn ạ. Tại vì nó đã cũng có ở Sài Gòn khá là lâu rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình mới có dịp ghé vào và mình không ngờ nó lại rộng như thế. Trước đây thì mình nghĩ là nó cũng chỉ hao hao giống như là The New Playground ở đường Lý Tự Trọng thôi. Thế nhưng mà ở trên Lý Tự Trọng thì nó nhỏ hơn rất nhiều các bạn ạ. Ở đây rất là rộng nha, nó rất là nhiều khu và cũng có rất là nhiều những cái nhãn hàng thời trang ở đây. Có những cái nhãn hàng rất là quen và đâu đó cũng có rất là nhiều những nhãn hàng mà lần đầu tiên mình mới thấy. Ở cái địa điểm này thì mình thấy đa số tập trung hầu hết là những cái nhãn hàng dành cho giới trẻ. Chủ yếu là áo thun này, rồi là áo hoodie, áo sweater, rồi ba lô, túi sách, mũ nón. Nói chung là rất là nhiều những cái item mà phục vụ cho giới trẻ nhiều hơn. Nhìn rất là city ở đây. Mình thấy nó cũng khá là thú vị tại vì mình thấy cũng có một số những thiết kế quần áo với những cái họa tiết nó khá là đặc biệt và cũng khó là khá tìm ở bên ngoài. Và mình có thể vào đây để mình tha hồ mình lựa chọn, vừa mát mẻ này mà lại còn có tập trung rất là nhiều những cái store ở đây nữa. Mình thấy thực sự khá là thích cái chỗ này tại vì thì nếu mà cái style mà city hip hop là cái gu của các bạn thì các bạn có thể vào đây và rất là dễ dàng để tìm những cái món đồ độc lạ cho mình luôn. Nhưng mà mình thấy nó có rất là nhiều những cái mẫu thiết kế lạ lạ ở đây này, với cả những cái kiểu vải, rồi là cái cách phối đồ cũng rất là lạ nữa, rất là dễ thương. Đặc biệt là ba lô túi sách cũng rất là nhiều. Bạn nào mà cần tìm những cái loại ba lô lớn để phục vụ cho việc đi học hoặc là đựng laptop này kia thì mình có thể tìm ở trong này. Mình thấy những cái thiết kế nó khá là cá tính và nó cũng khá là đơn giản, gọn gàng. Hơn nữa là giá thành cũng rất là ok nữa. Có thể nói là ở đây là thiên đường của áo thun đó các bạn ạ. Có rất là nhiều những cái loại áo thun luôn. Nào là in hình, rồi là in chữ này, in chữ to, in chữ nhỏ, rất là nhiều luôn, với cả màu sắc cũng rất là phong phú nữa. Mình thấy giá áo thun ở đây thì cũng tùy nhãn hàng thôi, nhưng mà nó cũng dao động khoảng từ 200 mấy đến 300 mấy, 400 mấy. Chất lượng thì mình thấy nó không hề tệ nha các bạn, rất là ok. Nói chung là về quần áo thì mình thấy là cũng đã được các nhãn hàng là chọn lọc rồi ấy, cho nên là mình thấy khá là ổn.
Đây là đi vào khu vực thứ hai này. Mình rất là bất ngờ vì ở dưới này là có một cái không gian cửa hàng quần áo dưới hầm mà nó lại rộng như thế. Cũng khá là nhiều những cái loại áo khoác, rồi là áo len. Mình thấy có một số những cái thiết kế nó rất là độc đáo các bạn ạ, mình khá là thích luôn ý. Nhìn nó cái kiểu như Hàn Quốc như thế nào ấy. Tại vì mình thấy cái những cái khu phức hợp mà dạng như kiểu store local brand như thế này nó cũng khá là phổ biến ở nước ngoài ấy. Rất rất là nhiều nhãn hàng ở đây luôn. Và không phải đây chỉ là những cái kiosk nhỏ nhỏ và là những cái store ở khu vực ở dưới underground như thế này mà họ không có đầu tư về decor các thứ đâu nha các bạn. Những cái shop ở đây họ decor cũng rất là xinh, rất là cá tính luôn. Mình thấy các shop cũng khá là đầu tư về cái mặt decor của cái store của mình ấy. Nhìn cũng rất là đẹp luôn ấy. Ngoài việc là các bạn có thể đến đây để thỏa sức mua sắm thì mình còn có thể chụp được những cái set hình cũng rất là đẹp, rất là cá tính luôn, giống như là mình đang đi du lịch ở nước ngoài luôn ấy các bạn ạ. Thêm một khu vực phía ngoài nữa thì cái khu vực này thì mình cảm thấy là nó hơi giống như chợ Bến Thành á. Nó kiểu bán những cái đồ mà lưu niệm rồi là nó lòe loẹt, nó hơi, theo mình thì nó cũng hơi xến xẩm một tí. Mình nghĩ là khu vực này thì chắc là dành cho khách du lịch nhiều hơn. Tại vì dù sao thì ở đây cũng gần khu vực Bùi Viện và trung tâm quận nhất ấy, thì kiểu gì cũng sẽ có những cái khách, những người khách du lịch vào đây họ xem ấy. Ở đây thì họ bán một số những cái đồ lưu niệm này, rồi là quần áo cũng có. Tuy nhiên là cái cách bài trí của họ thì khá giống là chợ Bến Thành hoặc là Sài Gòn Square, mình thấy như vậy. Thực ra thì ở đây thì họ còn có một khu food court ẩm thực nữa. Thế nhưng mà khi mà mình hỏi thì mình mới biết được là cái khu vực đó lại đang được sửa chữa các bạn ạ. Tại thế nên là rất xui là đợt này khi mà mình đến thì mình không thể khám phá và trải nghiệm cái khu vực food court ở đây. Nhưng mà hứa hẹn là lần sau khi mình ghé tới thì cái khu vực đó đã sửa xong rồi và nó sẽ hoành tráng và nó sẽ đẹp hơn ha. Và mình xin kết thúc cái clip này ở đây. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.